Chua à? Chua không? Quá chua. Cái này xoài à? Xoài rất là nghĩa là ngon. Ai? Xoài trộn. Ê! Hả? Có cây. Có cây chắc lắm. Chấm. Chấm. Chấm xong. À, ăn có hết chưa? Chấm. Ăn hết nè. Chấm. Chấm đi mà. Nhai đi mà. Mùi đâu à? Ai? À, không, đập ra ăn cơm nào vậy hả? Đúng rồi, cung cô ăn đồ vô, ăn cơm khó ăn phải không? Ừ. Dầu đến xoài đấy mà. Người hít mùi à? Hít mùi rồi. Mày mua 1 triệu tiền dầu mà mày ăn đâu nửa tháng mới hít sạch ra. Giờ đi muông. Giờ đi muông. Muông là đi xấu. Ăn cơm muống. Đúng rồi. Rồi. Video này quay là không cắt đâu này. Quay liền luôn đó. Liền luôn à? Ừ. Không chỉnh sửa không? Không chỉnh sửa. Đấy, đang tươi luôn, đang thô luôn. Đúng mà. Em có thích muối đầm mướn đó. Không, muối muối này vị ngon hơn. Muối này ngon hơn à? Muối đầm ăn xuống. Nói anh đo lại cái máy thử cha. Chào đây. Thank you.
thôi. Được. Rồi. Vô rồi.